chế nguyên liệu. Cái này để làm gỏi, củ dền, khoai tây, bắp, ớt, Đà Lạt, hành. Cái này hồi là trộn tương ớt, sốt xa nhe gì đó. Gỏi xà lách kiểu Nga phải không? Rồi xà lách kiểu Nga đây. Ok. Đây là chân gà hấp xả. Với lại chân. Thấy bên kia có cái gì vậy? Đây là ốc hương xào rang muối, ốc hương rang muối. Nhưng mà rang có xả, có tỏi đây. Còn đây 1 kg. Đây là tôm sú hấp nước dừa. Hấp rượu đi. Thôi hấp, hấp nó vừa về, nó ngọt, mấy đứa nhỏ ăn. Phải giữ cái này không cay không lề luôn á. Bước ba cũng đi. Còn món đó là lẩu thái nữa, có mực, có bò. Chừng nào mình ăn. Cái sen nữa. Tới từ quán nào ta? Tông Phương hay là bên... Để cho nó nóng không? Nó cũng còn nóng. Ăn này là chống dịch hay không? Ăn này là chống dịch nha. Anh sợ ăn vậy là nó còn ra nhiều dịch nữa chứ. Đúng không? Sáng là Marina. Đúng rồi, Marina sau 28 nha. Có gì đây? Thôi mà giả biết tâm tiện với thằng Phong. Tao mua ở chợ không có rảnh không? Ủa mà cái gì? Ở Hòa là cái kìa đó chị. Vừa nói vừa tháo. Có, tủ lạnh có. Ở chanh là phải mua giày để đúng rồi. Rửa ống tay cũng chừng chóng chanh là phải mua cả túi mà phải là chanh là được kiểm định rồi nha quý vị. Chanh không ngon với tiền chanh này uống vô là bảo đảm dịch corona chạy mất tiêu luôn, mất dép hả? Mất dép luôn. Đây giới thiệu đây là đầu bếp chính quán Hương, mới mời về luôn đó. Bữa nay chủ nhật mới mời được đó. Mày đãi vừa uống cà phê và ăn vừa uống cà phê. Ba lo đủ tại chỗ nha. Wow. Đồng hồ say thôi. Wow, 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 wow. Vô, lý của em đâu? Yeah.
bọc ni lông và đem lên treo với từng gốc cây ở đường đó. Bỏ chó anh khi nó có ăn mùi chó là treo gốc cây là chỉ có thể chín. Đó, khủng quá, cái này tay rồi chứ. Khá em không? Trời ơi, tự nhiên